Xin chào anh em, chào mừng anh em đến với mục soi kèo bóng đá hôm nay. Soi kèo nữ Anh với nữ Đức 23 giờ ngày 31 tháng 7 năm 2022, chung kết UEFA Women's Pro lần 2022. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Sarina Griezmann, tuyển Anh đã có lần thứ 3 được lọt vào một trận chung kết Euro. Hành trình đến Wembley của Lions bắt đầu bằng chiến thắng 1-0 trước Áo, sau đó là đè bẹp Na Uy 8-0 và hạ gục Bắc Ireland với tỷ số 5-0 để bước tiếp vào tứ kết với tư cách đội đầu bảng. Tại vòng đấu này, tuyển Anh đã có một trận đấu không dễ dàng với Tây Ban Nha khi đôi bên kéo nhau vào hiệp đấu phụ với tỷ số hòa 1-1. Dù với sự tỏa sáng của Georgia Stanway ở phút 96, Anh hiên ngang giành vé vào bán kết để gặp Thụy Điển. Tuy nhiên, bất chấp việc phải đối đầu với đội tuyển đang xếp thứ hai thế giới, các cô gái của Griezmann đã bất ngờ hủy diệt đối thủ với tỷ số 4-0. Giờ đây, tuyển Anh đang rất tập trung để trở thành đội tuyển thứ 5 khác nhau vô địch Euro. Vào năm 2009, họ đã để thua Đức trong trận chung kết với tỷ số 2-6. Giống như đội chủ nhà, tuyển Đức cũng rất muốn ra về với danh hiệu châu Âu trong tay. Với 8 lần đăng quang trước đó, diện National Elf hẳn có nhiều kinh nghiệm để cụ thể hóa tham vọng vô địch lần thứ 9. Trong trận mở màn vòng bảng, họ đã vượt qua Đan Mạch 4-0 trước khi lần lượt đánh bại Tây Ban Nha 2-0 và Phần Lan 3-0. Trong trận tứ kết, thầy trò huấn luyện viên Martina Vos Tecklenburg đụng độ với tuyển Áo và cũng không gặp nhiều khó khăn để thắng 2-0. Thử thách lớn nhất của Đức là đến từ Pháp ở trận bán kết khi vất vả thắng Sissau 2-1. Có một điểm đặc biệt là Đức chưa bao giờ để thua khi vào chung kết Euro và họ sẽ tự tin kéo dài kỷ lục đó trước Anh. Tuy được chơi trên sân nhà Wembley nhưng đây mới chỉ là trận chung kết Euro đầu tiên sau 13 năm của tuyển Anh. Vì thế, soi kèo bóng đá ghi nhận kèo đồng banh cho trận đấu giữa nữ Anh với nữ Đức tương đối hợp lý. Không thể phủ nhận đẳng cấp của hai đội tuyển này với mạch thắng liên tiếp vừa qua, nhưng trên mặt đầu tư thì Anh được ưu thích hơn với 9 trên 11 kèo thắng trên mọi đấu trường. Trên sân nhà, họ cũng thu lợi nhuận ở 6 trên 8 trận. Trong khi đó, tuyển Đức bất bại 6 kèo liên tiếp nhưng chưa từng thắng kèo trong 8 trận làm khách trước đó. Tự chung, Đức sẽ cố gắng thiết lập thêm kỷ lục thống trị Euro nhưng sẽ gặp bất lợi trên sân nhà của Anh, nơi sẽ chứng kiến 88.000 cổ động viên theo dõi. Việc bỏ lỡ danh hiệu vào năm 2009 trước đối thủ này sẽ là động lực để cho Tam Sư vượt qua ranh giới để có lần đầu tiên lên ngôi vô địch. Với kèo châu Á là đồng kèo, anh em nên cân nhắc nữ Anh. Dream88, nhà cái uy tín, minh bạch và đẳng cấp nhất châu Á hiện nay. Dream88, kênh đầu tư siêu lợi nhuận với tỷ lệ cá cược thắng cuộc thuộc tốc cao nhất thị trường hiện nay. 1-99, cược càng lớn, thắng càng đậm. Dream88 liên kết với hàng chục ngàn ngân hàng uy tín nhất Việt Nam, đảm bảo giao dịch của người chơi luôn được nhanh chóng và an toàn nhất. Khuyến mãi cực khủng cho người chơi, thành viên Dream88 những lý lịch cực khủng lên đến 88.888.000 đồng. Mọi thông tin giao dịch của khách hàng được bảo mật tuyệt đối với hệ thống bảo mật 5 lớp tiên tiến nhất hiện nay. Dream88, nhà cái trực tuyến được yêu thích uy tín nhất châu Á hiện nay. Kèo châu Á, đồng kèo chọn nữ Anh full time. Trong năm 2022, nữ Anh với nữ Đức đã có dịp chạm trán nhau ở trận đấu Arnold Clark Cup vào tháng 2. Khi đó Anh chấp Đức 1/4 và thắng với tỷ số 3-1. Thường những cuộc đụng độ giữa hai đội bóng này rất cởi mở với 7 trên 10 trận đều xuất hiện trên 3 bàn thắng. Kể từ vòng bảng đến trước trận chung kết, các chân sút của tuyển Anh đã ghi 19 pha lập công mà chỉ để lọt lưới đúng một lần, trong khi Đức thua kém đôi chút với 13 bàn thắng cùng một bàn thua. Với kèo tài xỉu 2.25, anh em nên cân nhắc cửa tài. Trước kèo tài xỉu 2.25 chọn tài full time. Trước kèo châu Á, đồng kèo chọn nữ Anh full time. Kèo châu Âu, nữ Anh thắng. Kèo tài xỉu 2.25 chọn tài full time. Dự đoán tỷ số nữ Anh 2 nữ Đức 1. Chúc các anh em may mắn. Like và subscribe để ủng hộ kênh cũng như xem những video soi kèo bóng đá mới nhất nhé.